với anh Michael thì cũng có những cái tính cách mà mình cảm giác như là anh là một người rất là tự do và rất là khéo léo, ga lăng. Có vẻ như là đây sẽ phù hợp là một người anh, người chú của mình hơn. là tìm hiểu thêm Michael hả? Michael thì khi mà lần đầu tiên ấn tượng lần đầu tiên của Linh ấy thì ngày đầu tiên khi mà chỉ gặp mọi người và chưa có cơ hội nói chuyện nhiều á thì Linh chọn Michael. Um, nhưng mà phía sau thì Linh cảm thấy có những cái tính cách nó không phù hợp với mình. Tức là mình cũng uh, sau một cái buổi trò chuyện ăn cùng nhau uh, ở nhà chung á, cùng mọi người á thì Linh như mọi người có quan sát trong tập 2 á là Linh có ngồi chung với anh Michael thì sau đó thì mình có trò chuyện, có bày tỏ quan điểm thì Linh cảm thấy là có vẻ như là đây sẽ phù hợp là một người anh, người chú của mình hơn là tìm hiểu thêm cho nên là mình đã gạt Michael ra một bên. <laughs> cái đó cũng là một phần bởi vì là thật sự cái lúc đó thì Linh cũng đâu có quan sát được, chỉ có camera mới là người có thể quan sát được toàn cảnh còn với Linh lúc đó thì Linh đang rất là enjoy và tập trung vào cái việc mình nấu ăn cho nên mình cũng không để ý rằng là anh có cho bao nhiêu bạn ăn thì Linh cũng không có biết thì uh, với anh Michael thì cũng có những cái tính cách mà mình cảm giác như là anh là một người rất là tự do và rất là khéo léo, ga lăng thế nhưng mà mình có một cái cảm giác gì đó nó không được an toàn á mình không biết nữa nhưng đó là một cái cảm xúc mà uh, khi mà mình tiếp xúc với anh Michael ấy, thì cảm giác không có được hợp gu cho lắm cho nên là mình đã uh, để anh Michael tức là anh Michael cũng có những cái điểm rất là tốt nếu mà không phải là Minuk thì Linh sẽ chọn Michael là người đi tìm hiểu